Thời điểm xử phạt người sở hữu xe máy không chính chủ mùng 1 tháng 1 năm 2017 đang đến gần. Lúc này nhiều người đang có chung một thắc mắc, đó là điều khiển xe máy đi mượn hoặc là vợ, chồng, con cái, anh chị em đi xe của nhau thì liệu có bị xử phạt hay không? Nếu không thì khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra thì làm cách nào để chứng minh là mình không vi phạm? Thông tin sau đây sẽ giúp quý vị giải đáp những thắc mắc này. Theo Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an, quy định xử phạt người sở hữu hoặc người đứng tên đăng ký xe không thực hiện sang tên đổi chủ chứ không áp dụng đối với người điều khiển phương tiện. Do đó, nếu mượn xe của người nhà hoặc bạn bè thì người điều khiển chỉ cần mang theo giấy đăng ký xe theo là được. Tuy nhiên, để xác minh người điều khiển phương tiện đúng là đi mượn xe chứ không phải là lấy cớ đi mượn để trốn sang tên đổi chủ, vị đại diện Bộ Công an này cho biết, người điều khiển phương tiện có thể phải gọi điện tới người đứng tên trong giấy đăng ký xe đến để giải quyết, nhất là trong các trường hợp đã gây ra tai nạn. Và trong trường hợp này, nếu chủ xe xác nhận đang cho mượn thì cảnh sát giao thông sẽ không xử phạt lỗi không chính chủ. Trường hợp xe mua mà nói dối là đi mượn, chủ xe không tới làm việc hoặc nói là đã bán lâu rồi thì việc nói dối sẽ bị lộ và cơ quan chức năng có nhiều cách để xác minh xe có chính chủ hay không.